những câu hỏi mà các bạn mới chơi sóc bài Úc hay hỏi mình lắm nè, đó là học sinh có nuôi được không, là sinh viên nuôi được không, hay là đi làm có nuôi được không, hoặc là chỉ ở nhà vào buổi tối có nuôi được không, thì mình trả lời là có nha. Để giải thích cái vấn đề mà người bận vẫn nuôi sóc bài Úc được á, thì mình sẽ nói về cái khoảng mà ăn uống và ngủ nghỉ của nó nha. Thì sóc này á, thường ban ngày nó sẽ ngủ, buổi tối nó mới thức nó chơi, cho nên là sẽ thích hợp với những bạn nào mà đi làm, đi học vào ban ngày á, buổi tối về mình sẽ có thời gian rảnh mình chơi với nó, vậy là giúp giảm stress cho mình nè, giảm căng thẳng. Để mình thả con này vô chuồng cái. Còn về cái việc mà ăn uống của nó thì cũng đơn giản lắm các bạn. Nếu như mà sai baby á mà mới tách mẹ thì mình sẽ chăm sữa, tập sữa cho nó vài ngày đầu. Các cách tập sữa thì các bạn có thể tìm lại ở những video cũ á. Còn khi lớn rồi hoặc là quen sữa rồi thì mình chỉ cần pha sữa mình để vô là nó sẽ tự ăn nha. Rồi cái thức ăn mà chính của nó nữa là trái cây. Trái cây các bạn có thể dùng chuối nè, táo, nho, rồi thanh long gì đó, những cái loại trái cây mà ngọt ngọt á. Một cái 1/4 trái chuối như thế này là một cặp sóc lớn của mình nó có thể ăn từ sáng tới chiều. Tại vì ban ngày nó ngủ không à, nó ít ăn lắm, nó đã đói thì ra ăn chút xíu thôi. Rồi buổi tối nó sẽ ăn nhiều hơn. Buổi tối thì một cặp sóc sinh sản của mình có thể nó sẽ ăn hơn nửa trái chuối. Các bạn mà hỏi câu đó thường thì các bạn sẽ sợ là lúc mình đi học, đi làm hoặc là bận gì đó thì sóc ở nhà nó sẽ đói, đúng không? Nhưng mà không có đâu. Khi các bạn để trái cây này vào nè, thì nếu như các bạn có thể ví dụ như những ngày đi xa đi, đi 2-3 ngày chẳng hạn, các bạn cứ để một trái táo. Trái táo là trái bơm, trái táo đỏ, trái bơm á. Các bạn để vào các bạn có thể đi 2-3 ngày là bình thường nha. Sóc vẫn ở nhà vẫn có đồ ăn. Đây như mình mới để vào nó đang ăn chuối nè. Đó, như vậy thôi. Thấy vậy chứ cái tuổi này to như thế này nó cũng chỉ khoảng 200-300 gram thôi. Cái cân nặng nó không có nhiều, cho nên là cái sức ăn của nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Chỉ là nó ăn đa dạng thôi chứ không có ăn nhiều nha. Ban ngày chúng ta đã bận rồi thì buổi tối về chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta chơi với những con sóc này ha. Đó, tối về thì chúng ta sẽ lấy đồ ăn khác giống như là sữa nè, sợi cá hoặc là các loại thức ăn tổng hợp để mà chăm chúng nó. Chúng nó sẽ thân thiện với mình hơn. Và đó cũng là lý do mà cái dòng sóc này nó thích hợp với người đi học, đi làm, những anh chị cô chú mà làm công chức nè. Ban ngày mình bận quá rồi thì mình sẽ lúc mà mình về nhà mình sẽ cần một cái con thú cưng để mà mình giải trí với nó, mình chăm sóc nó. Không biết là nãy giờ em giải thích sơ sơ vậy thì có thể nào đã giải quyết được cái thắc mắc của anh chị chưa ha? Thì anh chị nào mà có thắc mắc bất kỳ gì đó về cái dòng sóc béo này thì cứ bình luận phía dưới, em sẽ trả lời để anh chị hiểu nha. Em đang cho nó ăn chuối nè, đơn giản thôi, nuôi ít tốn thời gian, ít công chăm sóc mà lại vui nữa, nó sẽ tương tác với mình rất là nhiều luôn.